Mến chào các bạn nha, hôm nay mình cùng xem cái dàn sới nước 3 mét các bạn. Đang sử dụng cho con máy cày Fiat 640. Dàn sới nước này rất là đã, sới một tát là rất là đã luôn các bạn. Sới này là loại sới được tắc nhì các bạn, chứ không có sới được tắc nhất các bạn. Tắc này sới tắc nhất là sới bằng cái dàn sới kia, sới cục bự bự không mà sới đem cái dàn sới này vô sới tắc nhì là rất ok luôn, như đạn vậy đó. Sới này là có những chủ là người ta không chỉ là người ta đem lúa vô người ta gạ được luôn các bạn. Chỗ nào kỹ thì đánh đường nước lại. Đó, đỡ nhiều đạn luôn. Dàn sới nước này, cái loại dàn này hộp sọ cũng rất là bự luôn các bạn. Dàn này thì cũng tầm 20 mấy triệu. Đây các bạn, là cái luống nào mà chưa có sới thì mình thấy rất là rõ rệt đó bạn. Luống nào sới rồi là rất là đẹp luôn. Găng này gần ghen luôn vậy? Găng này gần ghen luôn hả? Dạ. Mua nhiêu ạ? 31 triệu. 31 triệu hả? Dạ, này mấy mét? 3m2 ha? Dạ. Vậy mà tính chừng hai mấy triệu luôn chứ? Mua phút cần ba. Mới mua luôn đó. Mới mua luôn. Cảm ơn em luôn nha. Đây các bạn, gần găng luôn đó bạn. Gần găng luôn hả? Rất là đã luôn. Đó, có cái tay mình chết đó. Tay này nè. Rồi, thấy rồi. Rồi, cảm ơn em luôn nha. Gần găng đã được chứ. Sới đấy đạt không? Sới đấy nhẹ máy không? Cái dàn sới này nó đạt sới tát này tát hai nè. Cái dàn sới sới đó cái đó là ngon hơn. Vậy ha. Tại sới này cho nó chậm tát luôn, tại tát đang tát hơn. Vậy là sới này một tát thứ ba nữa mới ngon ha. Tát thứ ba thì dạt lại. Rồi. Rồi, cảm ơn em luôn nha. Rồi, cái này là cái máy Fiat 640. Năm năm mươi hả? Dạ. 55 mã lực. Bây giờ dành giống 640. Rồi chạy đi, cảm ơn luôn. Dàn này mới mua mấy bữa à. Dàn hộp sọ lớn. Thì tới 31 triệu. Dàn 31 triệu nè. 3 mét không? 3m2 á. Này nó không có cái dạ hai bên nữa ta. Tháo bỏ ha. Tháo à. Đó rồi. Đây các bạn. Đây là cái găng của dàn sới nước. Găng này còn găng kim luôn đó, găng còn dày hết biết luôn. Bỏ nó sao nè. Dàn này 31 triệu. Dàn này nít hiệu nít lầu. Dàn này của nó rồi hả? Rồi chạy đi, cảm ơn luôn. Cảm ơn luôn. 31 triệu nha các bạn. 31 triệu mình cùng xem chạy các bạn. Đất rất là bằng luôn, thấy rất là rõ rệt.
xe đánh đi đã luôn ha. Hai thằng lội như cái giò dài như giò trời. Trời vừa cá vậy. Thật là vãi chưởng các bạn à. Cái giò anh Sơn nè các bạn. Cái tấm này hơi nặng máy không? Cái này còn làm cái nữa chứ đâu. Rồi tấm nữa. Là anh làm cái nữa. Sớ thêm một tác nữa là nhự tử thành như là bột luôn các bạn. À, bên này thêm một con Kubota 60 nữa nè. Đây cũng đang sới cái dàn sới 28 nữa nè. Đây cánh đồng ở đây xài dàn sới nước nhiều dữ lắm. Đang xài dàn sới nước 28 nữa các bạn. Cái này thì cái máy này thì chạy nhẹ hơn máy bên đó. Máy này tới 60 ngựa lên, còn cái máy quy áp ở bên kia là nó có 55 ngựa thôi. Đó, mà tới cái cái thứ ba này thì mới nhẹ hơn, rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ máy, chạy chạy máy không vậy.